chiều trên đồi. Sao vậy tiền? Yeah. Đây là ai vậy? Trên kia là đẹp trai để tiền. Còn đây là ai? Đây là ai vậy? Tao đó. Đưa máy cho chị qua cho Duy ơi. Người đẹp em hả? Có lỗi. Quá đẹp trai hoàng tử hôm nay nè.